Xin chào mọi người, mời mọi người đến kênh đồ gỗ Nguyệt Khối Long Ly. Và hôm nay em rất là hân hạnh để giới thiệu với mọi người cái kho chuyên để những cái sản phẩm chiếu ngựa bên em. Và như mọi người thấy thì cái kho này em đang để rất là nhiều hàng. Và những cái sản phẩm chiếu ngựa bên em thì đa phần là em sẽ xẻ ra và để thành tấm như này, để cho gỗ nó co ngót cong vênh tuyệt đối đi. Và nếu mà có lỗi lầm gì trên sản phẩm ấy thì em sẽ xử lý luôn. Và như thế thì mọi người được một cái sản phẩm cực kỳ là ổn định với chất lượng tốt nhất mọi người nhé. Và như mọi người thấy thì với cái bộ sản phẩm đầu tiên đây là bộ sản phẩm gỗ cẩm vàng mọi người ạ. Và bộ này thì đã được bên em full lót lần thứ hai rồi. Và khi mà full lót như này thì sẽ nó sẽ giúp bảo vệ gỗ ấy, tránh bị lướt toác cái phần đầu đây. Và mọi người thấy không, cái tom gỗ này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ là mượt luôn. Đó. Và cái gỗ cẩm vàng này thì mọi người thấy cái đường vân của nó là cực kỳ là đẹp. Rất là đẹp luôn. Và ở ngay bên dưới của nó có, mọi người thấy là một cái tấm hương Ecop với cái kích thước cực kỳ là khủng, độ dày của nó là 25 phân nhé mọi người. Và với cái chất hương Ecop này thì nó sẽ sinh sống ở một môi trường có cái đất thổ nhưỡng nó tốt, nên là gỗ nó phát triển rất là nhanh mọi người ạ. Gỗ nó phát triển rất là nhanh đây. Và như mọi người thấy cái đường vân của nó này, một năm của nó sẽ lớn lên khoảng tầm này. Một năm của nó lên tầm này thì gỗ nó xốp như thế. Thì với những cái chất gỗ xốp như này thì mình phải xẻ dày như này thì nó mới không bị cong vênh. Và với cái chất gỗ Ecop này thì sẽ đáp ứng nhu cầu của những khách hàng thích chơi những cái sản phẩm hàng một tấm với cái độ dày và cái chiều dài cực kỳ là khủng. Bởi vì đa phần khi mà lấy cái gỗ Ecop này từ châu Phi về thì thân gỗ nó cực kỳ là to. Em đã có một cái cây gỗ có đường kính tận 3m mọi người ạ. 3m mà em chưa xẻ luôn mọi người. Vẫn đang để ở dưới gầm cầu mọi người ạ. Đó. Và ở bên cạnh đây thì sẽ là một cái tấm gỗ lim nhé mọi người. Mọi người nhìn cái đường vân này. Đây. Bộ lim này thì cũng đã được bên em hoàn thiện xong rồi. Đó. Và mọi người thấy không, cái lim này thì bên em để cũng khá lâu rồi. Gỗ nó đã có cong vênh tuyệt đối rồi mọi người thấy không? Cái đường này, cái đường nứt dăm này. Với cái đường này thì gỗ nó đã khô và hơi nước đã đẩy ra ngoài thì cái tấm này là đã đi vào ổn định mọi người ạ. Nếu mà ai mà lấy được cái tấm này thì đảm bảo mọi người luôn, dùng nhiều năm nó vẫn thế thôi mọi người ạ. Nó vẫn thế thôi. Bởi vì cái nứt ở bên ngoài này này thì nó sẽ không bao giờ nứt sâu ở bên trong. Và đã được bên em xử lý rồi mọi người nhá. Thực ra là em sẽ để nguyên mộc như này để cho mọi người lựa chọn. Tất cả các khuyết điểm thì em sẽ cho khách hàng thấy luôn để cho mọi người có thể yên tâm. Đó. Và ba cặp bên dưới đây là gỗ cẩm hồng mọi người nhá. Ba cặp bên dưới là gỗ cẩm hồng đây. Mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Đấy, gỗ cẩm hồng này thì em đã xẻ theo độ dày là 12 phân, có những cặp bên dưới là dày 15 phân, cũng như là đã được bên em gông đầu rồi. Đó mọi người thấy không? Bên em gông đầu rất là to để hơi nước nó thoát hết ra ngoài. Nó sẽ không tạo ra cái vết sủi ở trên bề mặt sơn. Đó. Thì như thế mọi người được một cái sản phẩm đẹp, chất lượng và không bao giờ bị toác cái phần đầu mọi người nhé. Sẽ không gây ra cái tình trạng mà bị toác phần đầu đâu mọi người ạ. Đó, cái đường vân này rất là đẹp luôn. Bên dưới cặp cẩm hồng đây, đó. Và ở bên trong thì em đang trưng bày rất là nhiều các sản phẩm khác. Giống ở bên dưới là sẽ là một cặp Ecop này, bên trên là sẽ là cặp MKB mọi người ạ. Bên này sẽ là lim và cẩm hồng. Bên trong ấy thì sẽ là bên em đang để những cặp chiếu rất là khủng, vừa to vừa dày và độ dài nó cực kỳ là khủng rồi nhá. Với những hàng này nó rất là kén khách, bởi vì không phải là nhà nào cũng sở hữu cái không gian phòng khách rất là rộng và chơi những hàng khủng như này. Vận chuyển những cái tấm này cũng rất là khó khăn nhá mọi người. Với công gỗ gõ MKB thì em cũng bán gần hết rồi. Còn một tấm khủng ở đây dài khoảng gần 4m thì phải. Độ dày nó là 22 phân mọi người ạ. Em nhớ không lầm là độ dày ở đây là 22 phân. Đó, hàng 2 tấm luôn. Mỗi tấm dày, mỗi tấm rộng khoảng 1m. Và bên trong thì sẽ là những cái cặp chiếu cực kỳ là khủng với độ dày là từ 20, 25 cho đến 30 để phục vụ cho những khách hàng thích chơi hàng 1 tấm với độ dày khủng khiếp luôn mọi người ạ. Những cái cặp này thì gọi là cực phẩm luôn. Rất là khủng khiếp để vận chuyển vào nhà khách hàng. Và không phải là nhà nào cũng có thể chơi được những cái sản phẩm to, dày như này. Đó. Và đa phần là hàng cái kho này thì cũng em cũng cho rất là nhiều các cộng tác viên quay ấy. Thì trước đây là em chuyên đổ cho các cộng tác viên, nhưng mà em thấy là nhiều khi không kiểm soát được chất lượng ấy. Thì em cũng đã gặp một trường hợp, đó chính là khi mà em cho cộng tác viên quay nhưng mà cộng tác viên lại trả là hàng giả, nên là người ta về tận cái kho này để trách. Nhưng mà thực tế là em thì chuyên làm hàng nguyên khối và em không bao giờ làm những cái hàng giả nguyên khối đấy. Nên là em nhận thấy một vấn đề, đó chính là mình không kiểm soát được cái cộng tác viên ấy. Nên là em đã đứng ra bán lẻ luôn. Như thế thì mình sẽ kiểm soát được cái chất lượng. Đó. Và như thế thì mọi người được một cái sản phẩm cực kỳ là giá thành hợp lý mọi người nhé. Cực kỳ là hợp lý luôn, không phải qua bất cứ một cái trung gian nào cả. Mọi người liên hệ trực tiếp với em sẽ được cái giá thành tốt nhất. Nói chung là em có công ty nhập khẩu gỗ trực tiếp từ Nam Phi về ấy. Thì sắp tới em cũng về một công gỗ gõ rất là đẹp, thì em sẽ quay cho mọi người xem. Và đường kính của nó khoảng là 2m2 và độ dài nó là 3m8, gỗ gõ mọi người nhá, rất là đẹp luôn.
thì sắp tới em sẽ quay cho mọi người chi tiết. Thì nếu mà ai hứng thú với những cái sản phẩm nguyên khối thì có thể liên hệ đơn vị với em. Hy vọng là em sẽ cung cấp được cho mọi người những sản phẩm đẹp, chất lượng với giá thành hợp lý nhất có thể. Và nếu mà ai ở gần thì em khuyến khích mọi người đến trực tiếp cơ sở em để có thể lựa chọn ra những sản phẩm tốt nhất. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong các clip tiếp theo. Xin chào.